Toàn chức pháp sư, tác giả, Loạn, dịch truyện và edit video, Đạt Lê View, giọng đọc, Ban Mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn donate cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Mọi người đều đang chăm chú quan sát gương đồng. Bọn họ nhìn thấy Mạc Phàm đang nằm dưới đó. Cơ thể hắn đang bị vùi lấp trong những bộ xương kia, thân thể tàn tạ, suy nhược, không có sức sống. Ầm ầm ầm, bụi mù bay lên. Đó là những tiếng bước chân nặng nề của con thống lĩnh đang bước dần về phía Mạc Phàm. Rất hiển nhiên nó sẽ không để cho Mạc Phàm chết toàn thây như vậy. Nó tiến tới, nhấc bàn chân của mình lên dẫm, với ý định dẫm nát cơ thể Mạc Phàm. Tuyệt đối phải giày vò Mạc Phàm tới chết mới thôi. Mọi sự cố gắng từ đầu đến giờ đều sẽ kết thúc, mà ngay từ đầu đã định sẵn kết cục như vậy. Ầm. Xương vỡ bay bụi mù, máu tươi cũng từ đó mà chạy ra. Máu tươi nhuộm đỏ cả bàn chân tên cốt thần kia. Người nát, thịt tan, máu tươi tung tóe. Cảnh tượng này không khỏi làm người ta sao lòng. Trước gương đồng, mọi người đang chăm chú quan sát. Mơ hồ bên trong, mọi người thấy có một ánh sáng đỏ huyết hiện ra. Một vùng tử môn hiện ra một màu đỏ huyết. Cảm giác như có một luồng khí tức nào đó rất khủng khiếp ập tới. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trúc Mông bàng hoàng hỏi. Không biết. Dường như có một nguồn mà lực nào đó đang phóng lên bầu trời. Ánh mắt yêu nam liên tục nhìn chằm chằm vào gương đồng nói. Mau đưa ta xem, chú Mông vội vàng nói. Bên trong hình ảnh đung đưa kịch liệt, bọn họ miễn cưỡng nhìn thấy trong kia là một vùng đỏ huyết, là vị trí con cốt thần kia dẫm nát cơ thể Mạc Phàm. Xoẹt xoẹt xoẹt, trong gương đồng dần dần xuất hiện một hình bóng yêu dị, nó đang hừng hực tỏa ra một luồng khí tức uy lực, dung chuyển bầu trời. Thứ đó là cái gì? Trong gương đồng, một cơ thể tràn đầy liệt diễm yêu dị, cả người tà vũ bay ra, xung quanh lại có huyền tử lôi điện bao trùm, trên bả vai, trên cánh tay, dưới chân toàn bộ đều có. Chuyện gì xảy ra, đó là quái vật gì? Một cơ thể hình người cường tráng, khuôn mặt dữ tợn hiện lên hàm răng nanh sắc nhọn. Phía trên đầu, xuất hiện bốn cái sừng uy vũ lạ thường. Mái tóc màu bạch kim kéo dài xuống tận chân. Hai tay cơ bắp cuồn cuộn, có móng vuốt sắc bén, lôi điện như xiềng xích bao trùm cơ thể, keng keng vang vọng. Trên cơ thể xuất hiện vô số hình thù, ký tự kỳ dị. Tựa hồ giống như một loại văn chú, phong ấn một thứ gì đó đáng sợ. Một khi được giải thoát, sẽ mang sức mạnh phá thiên. Thứ này, có vẻ như, đó là Mạc Phàm. Yêu nam tay cầm gương đồng, run run nói. Yêu nam cùng độc tiêu hơi liếc mắt nhìn nhau. Thật lạ kỳ, đây giống như là thí nghiệm dự án hệ ác ma, mà phía quân đội đã cấm nghiên cứu. Sở dĩ yêu nam có thể biết được là vì trước đây, chính mình đã đi truy bắt vật thí nghiệm bỏ trốn của dự án này. Người nói cái gì thế? Đó là Mạc Phàm. Người thần bí lên tiếng hỏi lại trong sự bất ngờ tột độ. Hắn làm sao có thể biến hóa thành hình dạng này cơ chứ? Quay trở lại tử môn. À, tiếng gào thét vang lên, lực xuyên thấu, linh hồn đều sẽ vì thế mà run rẩy. Mà âm thanh này chính do yết hầu Mạc Phàm truyền ra, cơ thể nhân loại đang giam cầm một con ác ma. Hỏa diễm, lôi điện đồng loạt phóng ra, khí thế mạnh mẽ, cuồng vũ, uy lực trực tiếp hướng về con huyết sắc cốt thần kia. Thân thể huyết sắc cốt thần kịch liệt run lên, đột nhiên văng xa về phía sau. Nó bị đẩy lui chừng 50 mét, lảo đảo rất lâu mới thấy điểm tựa đứng lại. Này con huyết sắc cốt thần con xoay người lại. Nó nhìn chằm chằm vào thứ năng lượng đang dâng trào bên trong tên nhân loại kia, có chút dại khờ, nghi hoặc không rõ. Vèo, Mạc Phàm tức khắc nhảy lên phía trước mặt con cốt thần, chỉ cách nó tầm 1 mét. Con cốt thần vẻ bàng hoàng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, rõ là đã dẫm nát cơ thể tên nhân loại này rồi. Ấy thế lại xuất hiện ở đây, mà uy lực dữ dội. Mạc Phàm vận khí, từng mảng tà dị hỏa vũ tỏa ra, từng chớp lôi điện bao trùm. Lôi điện và hỏa diễm bao trùm nắm đấm trên nắm đấm Mạc Phàm. Kameha, hay ra, lôi điện cùng hỏa diễm phóng ra. Dòng hỏa lôi này phóng ra mạnh mẽ, uy lực cường đại, ào, ào, ào. Con huyết khô cốt thần đưa hai tay lên phòng ngự, nhưng lần này lôi hỏa kết hợp mạnh hơn vẫn quyền biết bao nhiêu lần. Lôi hỏa đánh xuyên qua hai cánh tay của nó, trực tiếp đả kích và gây tổn hại đến cơ thể cốt thần. Rắc rắc rắc, sọ não ầm ầm nứt ra, bên trong nó có chứa kết tinh cũng đồng thời vỡ vụn. Xương cốt văng tung tóe, cốt thần đứng không vững nổi nữa. Nó từ từ ngã xuống mặt đất. Một thời uy vũ chỉ huy hàng nghìn vong linh, nay đã bị tiêu diệt bởi tên nhân loại bé nhỏ này. Mạc Phàm từ từ hạ xuống, bụi mù xương cốt tỏa ra hai bên. Trên tay Mạc Phàm vẫn còn lôi hỏa đang hiện diện. Mái tóc màu bạch kim đung đưa theo gió, tựa như một vị thần giáng lâm. Mạc Phàm trực tiếp đứng trên lồng ngực của con cốt thần này, khí tức cuộn trào mạnh mẽ, móng vuốt, răng nanh, trên khuôn mặt tất cả đều là tế văn,
hoàn toàn khác biệt với nhân loại, lộ ra khí tức ác ma vương trong truyền thuyết. Mạc Phàm chậm rãi đưa hai tay lên, nhìn những móng vuốt ở trên đầu ngón tay, nhìn tế văn trên mu bàn tay, cuối cùng liếc nhìn con huyết khô cốt thần, vừa bị một quyền của mình đánh cho nát tan đầu cùng vong linh kết tinh. Hệ thứ 6, đây chính là hệ thứ 6 sao? Mạc Phàm ngơ ngác nhìn rồi tự lẩm bẩm. Trước đây cơ thể Mạc Phàm bị ác ma hóa, dòng dõi hơn một năm trời thanh trừ huyết thống ác ma. Nhưng thật không ngờ, nó vẫn ở đó, chỉ chờ mình có được cơ hội thức tỉnh là nó sẽ quay trở lại. Quanh thân ác ma Mạc Phàm, hỏa diễm cùng lôi điện không ngừng biến ảo ra yêu dị huyền bí. Mạc Phàm nhìn xung quanh, đại khái còn có 3-4 ngàn con vong linh, lang hồn ảnh. Vù vù vù, một cái bóng huyết sói hiện lên. Thân ảnh nó màu đỏ huyết, đang uốn mình quanh Mạc Phàm. Mạc Phàm nghiêng đầu ra lệnh. Soạt 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 soạt. Lang hồn bay đến đám vong linh, khô lâu kia, nó bay đến đâu thì trực tiếp cắt lìa cơ thể vong linh ra tới đó. Lang hồn công kích phạm vi tương đối rộng rãi. Đồng loạt những con vong linh khô lâu ở khu vực 700-800m đều bị xé nát, xương cốt vỡ vụn, bất kể là cấp nô bộc hay cấp chiến tướng, lang hồn mạnh mẽ bay qua chỉ cần nhất chảo, chảo huyết bay nhanh như gió xoáy. Đứng trước sức mạnh này, dù là vong linh có 3.000 hay 4.000 con đi chăng nữa, cũng chỉ là chuyện nhỏ. Tất cả chỉ vỏn vẹn một chút thời gian, mà hàng nghìn con vong linh đã bị tiêu diệt gọn. Trở lại, vô số lang hồn từ 4 phương 8 hướng bay trở lại, tập hợp phía sau lưng Mạc Phàm. Vù vù vù, âm thanh chết chóc lại vang lên, ác ma Mạc Phàm mở mắt, nhìn chăm chú lên bầu trời. Bỗng nhiên, trên bầu trời lại xuất hiện một cái vòng xoáy quần mây. Không ổn rồi, thứ đó lại xuất hiện, ác ma Mạc Phàm lạnh lùng nhìn về phía vòng xoáy kia. Lòng tỏ ra bất an. Tử môn, đúng là cửa chết, chỉ cần bước chân vào đây thì sẽ không còn một con đường sống nào. Vòng xoáy màu bạc lại xuất hiện. Vòng xoáy lần thứ 3 này so với 2 lần trước thì to hơn rất rất nhiều. Vòng xoáy xuất hiện, rất nhiều vong linh từ phía trên rơi xuống, lỗ hổng càng lớn, vong linh hạ xuống càng nhiều. Mạc Phàm. Mạc Phàm đang nhìn vòng xoáy vô tận thì, cách đó không xa âm thanh Liễu Như vang lên. Chỉ là, Liễu Như bây giờ cũng không dám tin mắt mình đang nhìn thấy ai nữa. Màu tóc bạch kim, cơ thể kia đầy nanh vuốt, lại còn nhiều ám văn xung quanh. Đây có phải là... Liễu Như, cô nhìn xem trên đó. Có một cánh cửa. Mạc Phàm mặt không hề cảm xúc, vừa nói vừa chỉ tay hướng lên phía trên, cắt đôi dòng suy nghĩ của Liễu Như. À, đúng rồi, Liễu Như đưa mắt nhìn tới, quả thực phát hiện bên cạnh vòng xoáy kia, có xuất hiện một cánh cửa treo leo trên vách núi. Ta ngăn cản chúng, mấy người nhanh chạy đi. Ác ma Mạc Phàm nhìn lên phía trên và nói. Ngăn chặn nó, ngươi muốn làm gì? Liễu Như còn chưa hỏi xong, ác ma Mạc Phàm đã biến mất ngay trước mắt của cô. Lại ngẩng đầu lên, Liễu Như trong giây lát phát hiện Mạc Phàm đang đạp lửa, Chí Lãng, hướng về giữa bầu trời vòng xoáy mà tiến tới. Mạc Phàm đạp lên sóng lửa đã được mấy chục mét, xa dần, toàn bộ sóng lửa chỉ bây giờ chỉ là một cái màu đỏ lấm tấm, nhỏ bé đến cực điểm. Nhanh đi thôi Liễu Như, Tô Tiểu Lạc nhắc nhở Liễu Như một câu. Liễu Như gật gật đầu. Không biết tại sao, thời điểm Mạc Phàm ác ma hóa, trong thân thể Liễu Như huyết dịch đang sôi trào. Thật giống đang hưởng ứng một lời hô hoán nào đó. Lẽ nào, đây chính là lý do sức mạnh của mình vượt xa các huyết tộc khác. Liễu Như ngồi trên lưng Tật Tinh Lang, vừa nhìn lại. Mạc Phàm dùng tốc độ kinh người đang lao thẳng lên phía vòng xoáy trên kia. Cơ thể ác ma Mạc Phàm tuôn trào hỏa lôi bao trùm. Vù vù vù. Xung quanh bầu trời rực cháy, ác ma Mạc Phàm đứng giữa không trung có chút nhỏ bé. Trên người hắn đằng phóng ra kịch liệt hỏa diễm, quang miện. Hầu như bao phủ một mảnh vòng xoáy rộng lớn. Xác thối, ác quỷ, bộ xương đang rơi xuống đều bị hỏa hồng vũ miện thiêu cháy. Đám vong linh tự hồ rơi xuống biển lửa, thân thể kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Xác của những con vong linh rơi lả tả trên mặt đất như những quả cầu lửa. Liễu Như, Tô Tiểu Lạc, Tật Tinh Lang đang chạy dưới màn mưa hỏa cầu, tuy nhiên không hề thấy một con vong linh nào sống sót. Chạy được một hồi, Tật Tinh Lang cuối cùng cũng đã đưa được mọi người đến cánh cửa. Liễu Như lên tiếng gọi Mạc Phàm. Muốn cùng Mạc Phàm cùng rời đi, lại phát hiện cánh cửa bắt đầu lay động kịch liệt, không gian đang rạn nứt. Đi trước đi, ta sẽ tìm một lối ra khác. Mạc Phàm biết Liễu Như đang suy nghĩ điều gì, giọng nói trực tiếp truyền đạt đến tâm niệm bên trong Liễu Như. Liễu Như biết nếu ở lại đây chỉ thêm gánh nặng cho Mạc Phàm, việc cấp bách là rời khỏi cái tử môn này, tìm đường đến tế đàn. Bằng không tất cả những công sức đều như muối bỏ biển. Nàng không nhiều hơn nữa nghĩ, mang theo Tô Tiểu Lạc cùng với Trương Tiểu Hầu đang hôn mê chui vào sau cánh cửa. Không gian trường lực đang nứt vỡ. Mạc Phàm đang đứng trên một hòn đá rơi xuống. Trên tay Mạc Phàm lôi điện đang tỏa ra. Nó như đang tích tụ đến mức cực đại. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Chớp giật cuồng bạo, tập hợp lại một cái lưới lôi điện,
Một khi có vong linh rơi xuống, chúng nó liền sẽ nhanh chóng bị xuyên thủng thân thể. Không biết đã có bao nhiêu vong linh bị tấm lưới giật cháy người, mặc dù có một ít cá lọt lưới nhưng cũng không sống nổi mấy phút. Ác ma Mạc Phàm đan một cái lưới bằng lôi điện này, khiến cho các vị cấp cao đều một mảnh yên lặng như tờ. Ác ma hệ sức mạnh vượt xa ra sự tưởng tượng của bọn họ. Vong linh đại quân lên tới hàng ngàn, hàng vạn, mà chúng nó cứ thể rơi rụng và chết đi. Đây có thật sự là một pháp sư vừa bước lên cao giai. Hội trưởng, một vị cấm vệ pháp sư đột nhiên kêu lên sợ hãi. Hà, có chuyện gì? Hội trưởng Hàn Tịch quay đầu lại hỏi. Ông trời phù hộ cho cổ đô, Sơn Phong Chi Thi đang bị vòng xoáy bạc cuốn đi. Tên kia cấm vệ pháp sư vô cùng kích động báo cáo. Ngươi nói cái gì? Hàn Tịch kêu to một tiếng. Mọi người đều bừng tỉnh, ánh mắt hướng ra phía ngoài. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, Sơn Phong Chi Thi đang công kích ở phía ngoài kết giới. Lại nhìn kỹ lại, phần đầu gối của nó đang bị vòng xoáy bạc hút vào bên trong. Nó đang rơi vào, làm cho không gian độc lập đung đưa kịch liệt lên, vô số vết rách trải rộng ở trong không khí. Vòm trời, đại địa giống như là một tấm gương vỡ vụn. Dần dần, hai chân Sơn Phong Chi Thi đã bị quấn vào một nửa, hai chân nó đều bị lưới lôi điện của Mạc Phàm bao lấy. Nó quá nặng, quá to lớn làm cho không gian này không thể chịu được. Một hố đen, rồi thêm hai cái hố đen xuất hiện. Nó sẽ không ngừng khuếch tán, đồng thời sẽ đem tất cả vật thể hút vào bên trong. Một khi không gian bị hố đen hút lấy, thì tất cả không gian nơi đây sẽ bị phá hủy. Không gian này không chịu nổi áp lực từ vòng xoáy nữa rồi. Phải nhanh rời khỏi đây. Cây cầu tử môn cầu hơn nửa đều gãy vỡ. Hiện tại lối ra duy nhất chính là vòng xoáy màu bạc trên kia. Nếu người bình thường đi qua không gian kia sẽ bị phanh thây nát thịt. Nhưng Mạc Phàm đang trong trạng thái thức tỉnh ác ma hệ, thể chất tăng cường mạnh mẽ. Cộng với đó là màu bạc tinh trần chính là thức tỉnh không gian hệ. Mạc Phàm nhún người trên mặt đất, thân thể như một con lang thần mạnh mẽ, thủ thế chờ đợi thời cơ. Phốc! Sau một khắc, cả người Mạc Phàm hóa thành một mũi tên hỏa hồng xé gió, xuyên thẳng bầu trời, lao lên với tốc độ nhanh kinh người. Mạc Phàm đánh thủng tầng tầng, lớp lớp vong linh. Hết con này đến con khác. Một hướng tiêu diệt. Khi tới gần vòng xoáy màu bạc, Mạc Phàm trực tiếp nhìn thấy nửa thân thể to khổng lồ đang bị kéo vào bên trong. Trên thế giới này có rất ít những sinh vật to lớn như vậy, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mạc Phàm có thể hiểu rất rõ ràng thứ đó là cái gì. Thừa dịp con Sơn Phong Chi Thi còn chưa phát hiện mình, Mạc Phàm phải nhanh chóng rời khỏi đây. Mạc Phàm sử dụng không gian hệ bao quanh cơ thể, sau đó vận sức một lần nữa, nhắm thẳng vòng xoáy ma phí đến. Kết thúc video. Các bạn đang nghe chuyện toàn chức pháp sư trên kênh Triệu Gia. Chuyện được dịch bởi Đặt Lê View. Triệu Gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện. Rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn. Thân ái và hẹn gặp lại trên kênh Triệu Gia.